Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái đề tài mà một tuần nữa chúng ta sẽ tiến hành cái cuộc họp đó. Chúng ta biết rằng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Berlin, nó là một phần trong Tổng Hội Đức, FVG, Hội Thánh Tin Lành Tự Do của Đức. Nó đã có tuổi gần 200 năm rồi. Và chúng ta có cái điều lệ trong Hội Thánh, chúng ta có nội quy của Hội Thánh. Hết thảy những điều chúng ta cùng nhau làm, không phải chỉ một cá nhân nào nói rằng Chúa chỉ phán với một mình tôi và tôi được quyền quyết định hết thảy mọi sự. Mà Đức Thánh Linh cũng trong mỗi chúng ta tại đấy, ở trong tôi, ở trong mỗi anh chị em. Thành ra, ngày Chủ nhật tuần sau, chúng ta sẽ, theo như đúng cái lịch, chúng ta sẽ bước vào bầu cử hết thảy những thành viên, những người đã làm đơn, những người mà xác nhận rằng mình là một phần trong Hội Thánh này, thành viên của Hội Thánh này mà đã nộp đơn cho tôi nói chuyện rồi đấy. Những người đã làm bóc tem bằng nước xong, làm cái đơn đó, biết được hướng đi của Hội Thánh và thấy rằng mình là một phần trong Hội Thánh này, là thành viên. Chúng ta sẽ cùng nhau tới ngày Chủ nhật tới, sẽ có một buổi họp sau buổi nhóm để chúng ta đề cử ra ban điều hành mới, một thủ quỹ mới trong nhiệm kỳ 2 năm tới. Thành ra chúng ta hãy cùng nhau vì trách nhiệm của Hội Thánh. Cái tấm lòng của bạn và cái tiếng nói của bạn vô cùng quan trọng cho cái công việc sắp tới. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa. Và bài giảng ngày hôm nay của tôi xoay quanh vấn đề để chuẩn bị cho chúng ta cần phải làm gì trong ngày Chủ nhật tới. Đề tài của tôi là ơn Ngài và được đặt đúng chỗ. Ơn Ngài đúng chỗ. Người ta mang tới hết thảy những phụ tùng của chiếc xe đạp, nhưng nó chưa phải chiếc xe đạp mặc dù đủ hết thảy phụ tùng. Hết thảy nó phải được lắp vào đúng chỗ. Và khi chiếc xe đạp đó phóng chạy thì lúc đó người ta mới gọi đây thực sự là chiếc xe đạp. Còn cái đống kia, phụ tùng kia kìa, nó là đống phụ tùng của chiếc xe đạp, chứ nó chưa phải là chiếc xe đạp. Thế ra Hội Thánh của Chúa có thể đầy đủ hết thảy mọi ơn, nhưng nếu những cái ơn đó không được xếp đặt đúng chỗ thì bạn sẽ thấy rằng sự lộn xộn. Ai đã từng trong cuộc đời một lần mổ lợn hay là mổ heo, giơ tay tôi xem nào. Chưa lần nào đúng không? Dạ. Sau khi mà chọc tiết heo xong này, sau khi pha thịt xong rồi đó, và bạn để một đống có cả bốn cái chân giò này, có cả thủ lợn này, có đủ mọi thứ rồi, nó đầy đủ hết đấy. Nhưng mà nó không phải là con lợn sống, bởi vì là nó chết rồi. Nó đầy đủ hết thảy mọi bộ phận, nhưng nó không chạy được, không sống được. Thành ra không phải hết thảy mọi ơn trong Hội Thánh có thì mình có thể nói là Hội Thánh nó sống đâu. Không phải. Phải có Đức Chúa Trời sống trong Hội Thánh này. Điều thứ hai là hết thảy mọi ơn được đặt đúng chỗ của nó này. Và hết thảy mọi cái ơn đúng chỗ đó, nó cùng có một guồng chạy, cùng một quy luật, cùng một cái điều lệ, cùng làm việc chung với nhau. Biết đúng thời điểm và chạy đúng cái mục tiêu đó, thì cái đó mới gọi là một Hội Thánh sống và chạy đúng mục tiêu. Amen. Amen. Hallelujah. Câu kinh thánh đầu tiên mà chúng ta cùng nhau bật lên, sách Côrintô 1. Ơn Ngài được xếp đúng chỗ. Côrintô 1, đoạn 1, câu 26, câu 31. Lời Chúa nói: hỡi anh em, hãy suy xét, ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Tiếp nào. Bật tiếp câu phía dưới. Nếu mà hơi chậm tôi sẽ đọc. Bật tiếp câu phía dưới, câu 27-28. Không có đúng không? Như vậy là từ câu 26 đến câu 28, 28 không có. Ok, tôi đọc Kinh Thánh cho nó chắc hơn. Dạ. Côrintô 1. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, không sao. Nói tiếp câu nữa là chúng ta sẽ sửa. Ok. Có rồi à? Ok, có rồi. Không sao, chúng ta sẽ sửa. Và có rồi. Tôi luôn nhắc, sai không phải là xấu.
Biết sai mà vẫn cứ làm thì cái đó mới là xấu. Biết xấu mà vẫn tiếp tục làm, cái đó mới là phạm tội. Vì nó là cố ý mang điều xấu cho người khác. Thành ra sai không phải là xấu, trái không phải là tội. Chân trái của tôi có, thành ra mới đi đến đây được. Chân phải có, chân trái cũng có, nhưng mà cả hai phải đều có thì mới chạy đến đây được. Còn nếu chỉ có chân phải thôi, đi lò cò đến đây à? Thành ra sai không phải là xấu. Amen. Nào chúng ta cùng nhau xem tiếp này. Để chẳng ai khoe mình trước một Đức Chúa Trời, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời về không khí thánh này. Nửa tiếng trước, chúng ta nhìn thấy một người nữ đứng tại đây đọc kinh thánh. Chị đã chuẩn bị trước ở nhà rồi, đã tập đứng trước gương rồi, mà nói bị thiếu, bị quên. Tôi ngồi ở dưới, tôi giảng nhiều đề tài. Có những cái đề tài giảng 5 ngày, đó là đề tài tin lành là gì, đã từng giảng năm 99. Và tôi nhìn thấy con người này làm những sự vừa rồi có một số cái sai sót. Ngồi phía dưới, tôi không chỉ trích. Vì sao? Mọi người biết vì sao không? Bởi vì câu kinh thánh này này nói rằng Chúa đã chọn chúng ta từ cái gì? Tôi nói lắp bẩm sinh. Từ khi sinh ra nhỏ đã nói lắp rồi, không có khả năng nói. Tôi nói ngọng đấng nớ nao nạ nùng từ năm lên 9 tuổi. Và Chúa bật lại câu số 26. Kỳ thánh chép rằng: Ngài hãy suy xét đi. Anh em ơi, anh chị em ơi, đừng có chỉ trích những người khác. Hãy tự nhìn vào bản thân mình trước đi. Tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân. Hãy nhìn vào bản thân mình này, hãy suy xét. Tại sao lại phải suy xét? Có nghĩa là nó không phải là ngay lập tức bạn hiểu được vấn đề đâu, mà bạn cần phải suy ngẫm lại bản thân mình. Có nhiều khi chúng ta nhìn lại bản thân mình đó, bạn mới thấy rằng bạn thông cảm với những sai của người khác lắm. Tôi gặp rất nhiều người, và tôi đã từng là kẻ đó, luôn luôn coi cái trán của mình cao hơn trời. Người ta hỏi vì sao trán của anh lại cao hơn trời, người đó trả lời rằng: bởi vì tôi không nhìn thấy trán mà nhìn thấy trời, cho nên là trán tôi cao hơn trời. Cái trán nằm đây mà, thành ra mắt anh ta không nhìn thấy trán. Sự thiếu hiểu biết luôn dẫn con người tới chỉ trích người khác. Và lời Chúa nói rằng khi chúng ta suy xét ở giữa anh em, chính mình, khi mà chúng ta được gọi, được ơn, không có nhiều người khôn ngoan trước đấy, không có nhiều người tài giỏi trước đấy, mình không có khoa ăn nói, không có khoa diễn thuyết trước mặt người khác, không có trường đại học nào đào tạo, chúng ta lập ca lập cập, răng đánh vào với nhau, chân dư lảnh bảy, chuẩn bị 15 phút chỉ nói được 3 phút rồi sau đó về nhà bực tức. Và lúc ấy bạn ngồi ở dưới mới thông cảm được những người ở trên. Khi tự suy xét bản thân của mình, Đức Chúa Trời đã chọn sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng sự không có như đã có rồi. Mấy trăm người ở Việt Nam trong những cái trại cai nghiện, họ đã được thay đổi, họ trở thành những mục sư. Và khi họ đến chăm sóc những người khác, họ đấm lưng, họ bóp chân cho những người đó để giúp người khác cai nghiện. Vì sao? Bởi vì họ đã từng như vậy, cho nên họ không chỉ trích những con người như vậy. Amen. Tôi đang giảng ở trong đại hội tại Hanover, trại phục sinh vừa rồi. Gần cuối bài giảng bỗng nhiên có 3 người bước vào căn phòng. Và mấy người trong cái đại hội đó quay sang nhìn 3 người đó. Và khi thấy mọi người ngồi rồi, tôi mới nói: xin anh chị em nhớ, đừng chỉ trích 3 người vừa rồi vội. Có thể dọc đường họ tới đây thờ phượng Chúa cũng giờ với anh chị em đấy, nhưng gặp ai đó bị tai nạn dọc đường, họ đã dừng lại đưa người đó vào bệnh viện cho nên đến muộn. Từ từ phán xét vội khi bạn chưa tìm hiểu cụ thể. Thấy chưa? Bất cứ một ai đã làm sai, khi bạn suy xét bản thân của mình, thì chúng ta sẽ rút ra 2 bài học. Bài học thứ nhất, bản thân mình không kiêu ngạo. Dù có nói kiểu gì thì nói, ơn kiểu gì thì ơn. Hãy nhớ lại, trước đây từ đâu ra? Ai? Đấng nào giúp chúng ta có ngày hôm nay? Điều thứ hai, chúng ta sẽ tránh được tội thứ hai là phán xét người khác. Tôi đứng trước ống kính ở bên quận Cam, California. Khi người ta phỏng vấn, tôi nói rằng: xin anh chị em, những người khán thính giả, tôi muốn nói rằng nếu bạn đã từng nhìn thấy một con rùa ở trên một cây cọc, thì bạn biết rằng ai đó đã đặt con rùa đó lên cây cọc, chứ rùa không thể leo lên cọc được. Bởi vậy cho nên
mỗi chúng ta ngồi tại đây nhờ có Chúa và có ai đó hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Ai là người ngồi tại đây mà bạn tự tin Chúa, bạn tự có ngày hôm nay mà không cần ai hết, giơ tay tôi xem nào. Nếu ai nó giơ lên là cần phải cầu nguyện trục xuất đấy. Bởi vì chúng ta cần có người mẹ mang thai. Mọi người hiểu không? Dạ. Có nhiều người họ vênh vác, họ nói rằng đàn bà ra từ đàn ông. Đúng, đàn bà ra từ đàn ông. Nhưng mà hãy nhớ rằng đàn ông cũng ra từ đàn bà. Không có người đàn ông nào ngồi tại đây mà lại không ra từ người mẹ. Tôi thấy duy nhất có một người trên đất này là không biết mẹ, đó là ông Adam thứ nhất. Ông được tạo ra từ đất. Và người thứ hai là Chúa Giê-xu thôi. Còn hết thảy chúng ta là người đàn ông đều có một người mẹ. Amen. Để chúng ta biết hạ mình và nghĩ ra và hiểu rằng có được ngày hôm nay là nhờ có ai đó hy sinh. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời nào. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã từng không ra gì. Có một đoàn thám hiểm sang vùng rừng núi Amazon. Và họ đi như vậy. Họ rất nhiều con suối, họ nhảy qua từng viên đá, nhảy qua những viên đá để mà tránh những cái con suối chảy có nước làm cho ướt giày. Và người ta cứ nhảy lên như vậy, bỗng nhiên họ nhảy tới một viên đá nó khập một cái, họ chân ngã và người ta nhảy sang hòn đá bên cạnh, quay sang chửi cho hòn đá đó. Đúng là đồ khốn kiếp, chỉ viên đá đó và lại đi tiếp. Người khác lại tiếp tục ngã, lại quay sang, đồ khốn kiếp, người nào cũng chửi cái viên đá khập khênh đó. Nhưng có một người đàn ông, họ nhảy ngang qua cũng bị ngã, nhưng ông ta dừng lại, nhìn ngắm viên đá một hồi, và ông ta cúi xuống, thò tay bốc viên đá đó, rửa thật sạch sẽ, gói lại cho vào cái ba lô. Và ông ta cứ vác lên như vậy. Vì ngoài đoàn thám hiểm ra, ông ta còn có một cái nghề tay trái, là ông ta là người khắc đẽo tượng. Ông ta đã mang cái viên đá lớn về, ông ta khắc một bức tượng có đôi bàn tay cầu nguyện. Từ viên đá bị vứt rơi rớt ở trong rừng, từ viên đá bị người ta đạp chân lên, từ viên đá mà bao nhiêu người chỉ trích và chửi nó, bỗng nhiên qua bàn tay của một người thợ đục đẽo, với cặp mắt của ông ta nhìn, ông ta đã đục đẽo, và cái bàn tay mà cầu nguyện đó được chụp ảnh rất là nhiều, và rất nhiều người mô phỏng vào những bức tranh sơn mài nói về sự cầu nguyện. Bởi vậy cho nên nó bỗng nhiên trở thành danh giá. Bạn và tôi cũng là một viên đá bị quẳng ở chỗ nào đó trong thế gian này. Ai đó dẫm lên cuộc đời chúng ta và quay lại chửi chúng ta không tiếc lời. Nhưng rồi có một ngày, có một đấng tới, Ngài nhìn ngắm viên đá có tên là Hùng, Ngài nhìn ngắm viên đá có tên là Bình, Ngài nhìn ngắm viên đá có tên là Hà, và bắt đầu Ngài ngắm nghía một hồi. Ngài nhìn thấy nó giống như Ngài nhìn thấy Simon, luôn luôn lau sậy, luôn luôn thay đổi, rời đổi giống như cát vậy. Nhưng Chúa nói, Simon, thế gian gọi ngươi là cát, thế gian gọi ngươi là lau sậy, nhưng từ nay trở đi ta nhìn thấy ngươi là Phêrô, trong ngươi ta nhìn thấy một tiềm năng. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, cuộc đời của bạn tại đây, có ai đó nhìn bạn là đồ bỏ đi, nhưng Chúa đã chọn bạn, bởi vì Ngài biết được ở trong bạn điều mà người khác không nhìn thấy, đó là tiềm năng. Hãy quay sang người lân cận nói rằng trong bạn có tiềm năng. Cảm tạ Chúa. Ai cũng vậy. Câu Kinh Thánh thứ hai, Roma đoạn 12 câu 3 câu 8. Vừa rồi chúng ta được học câu Kinh Thánh phía trên để giúp chúng ta khi hiểu được rằng Đức Chúa Trời chọn chúng ta là những kẻ không ra gì, để Ngài ban cho cái gì bây giờ thì chúng ta sẽ không còn kiêu ngạo nữa và chỉ khoe Ngài thôi. Điều thứ hai là chúng ta sẽ không phán xét người khác, bởi vì họ cũng giống như chúng ta, chỉ đơn giản họ được biết một điều mà muộn hơn chúng ta. Chúng ta được nghe một điều sớm hơn họ và nhận một điều mà họ chưa được nhận. Thế thôi. Còn không hơn gì họ đâu. Thậm chí về tiêu chuẩn đạo đức, một số điều chúng ta còn tồi hơn những kẻ chưa có mặt tại đây nữa cơ. Thật ra chúng ta đừng có phán xét vội. Amen. Ai đó có thể sau này trở thành Phaolô sứ đồ cho Việt Nam. Chính những kẻ mà tệ nhất mà chúng ta nhìn thấy ở chợ Đồng Xuân đó, có thể trở thành Phaolô đó, mang cả sự phấn hương tới với quê của bạn đấy. Chúng ta cùng nhau đọc câu Kinh Thánh Roma này, nhìn lên màn hình.
Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi, Phao-lô nói, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y như lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Có nhiều người nhờ một ai đó đến cầu nguyện và nói tiên tri, trở thành sứ đồ. Anh ta in cái lời tiên tri đó làm cái mác đeo ở trước ngực này. Tương lai là sứ đồ. Mấy chục năm cứ đeo cái mác đó và cuối cùng anh ta trở thành đồ sứ. Bạn ơi, chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Và ông Phao-lô nói rằng tôi nói với mỗi người trong anh em phải có một tâm tình tầm thường y như theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Đứa con của tôi có hai đứa, một đứa 9 tuổi hôm nay sinh nhật, một đứa 14 tuổi. Quần của nó mặc mỗi đứa một cỡ khác nhau. Tôi không bắt thằng em mặc quần của thằng anh, tôi không bắt thằng anh mặc quần của bố nó. Chúng ta cũng vậy. Tôi có lượng đức tin của tôi, 20 mấy năm đi theo Chúa rồi. Ai đó mới mấy tháng tin Chúa, bạn có đức tin kiểu mấy tháng đó. Và lời Chúa nói rằng y theo lượng đức tin. Hãy nhắc lại cùng tôi, lượng đức tin. Lượng khác với lại chất nhá. Đức tin chúng ta chung giống như các sứ đồ ngày xưa vậy, nhưng mà lượng khác nhau. Amen. Amen. Dũng lên phía này với mục sư con. Nha. Yeah. Ok. Con đứng bên cạnh mục sư. Nha. Yeah. Mọi người nhìn thấy ai đẹp trai hơn? Hay là đẹp trai bằng nhau? Nha. Yeah. Con đặt tay như vậy. Ok. Ok. Dũng có cơ bắp. Cũng giống như tôi có cơ bắp. Tôi to hơn Dũng nhiều. Nha. Yeah. Bởi vì tập lượng cơ bắp của Dũng đây đang phát triển, nhưng cũng có ngần đó tế bào thần kinh ở trong cơ bắp tay này, giống như tôi. Nhưng vì thời gian làm việc còn đang ít và tuổi trưởng thành chưa đủ cho nên nó chưa phát triển. Đây là lượng khác nhau, nhưng về chất, về số lượng như nhau. Cái lượng đó, cái to lên đó, nó phải tùy thuộc thời gian mà Dũng tập luyện. Mọi người hiểu không? Còn về chỗ. Dạ. Bởi vậy cho nên lời nói rằng y theo lượng đức tin của mình, đừng bắt chiếc đức tin của các sứ đồ. Nếu bạn đang bồi bàn khi bạn tin Chúa xong, bạn đừng có đức tin bây giờ mình trở thành giám đốc rồi, thành ra bỏ hết mọi sự để đi làm một cái quán. Nếu mà bạn chưa có đủ tài, chưa có đủ kinh nghiệm, từ từ hãy sống theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Amen. Tiếp theo này. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Tiếp câu Kinh Thánh. Ok. Ở đây cho chúng ta nhìn thấy từ một thân và các chi thể khác nhau. Một thân nhưng mà có nhiều chi thể. Và tôi có hai chân, nhưng mà hai chân này đó, nó phải nằm đúng vị trí của nó. Bạn thử tưởng tượng xem, sáng bạn tỉnh dậy ngủ, bỗng nhiên chân phải nó nhảy sang vị trí của chân trái nhảy sang bên này, thì làm sao đi nổi. Bạn mở mắt ra trong buổi tối ngủ, bỗng nhiên cái miệng của bạn nó nhảy lên trên trán, hai cái mắt nhảy ra đằng sau gáy này. Như vậy đó, chúng ta không còn làm được cái gì hết. Chúa Ngài tạo dựng chỗ nào đúng vị trí của chỗ đó. Anh chị em có bao giờ soi gương chưa? Tôi nói chuyện trong trại phục sinh vừa rồi, hãy nhìn vào gương của mình. Nếu như bạn đi tìm kiếm kỳ quan thế giới đó, thì bạn nhìn vào gương mà xem. 7 kỳ quan ở trên cổ của bạn đây. 7 kỳ quan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó nằm đúng vị trí của nó. Mắt đúng vị trí, mũi đúng vị trí. Bạn thử tưởng tượng xem, cái mũi nó nằm ở trên này, mà mắt nằm ở phía dưới, miệng nằm ở đây. Cái bát phở từ xa bạn đưa vào miệng nó bị thiêu. Khi vào đến tận cổ họng rồi, mũi mới ngửi được mùi thiêu, mắt mới phát hiện ra nó có rồi. Rồi nó đi vào trong bụng mất rồi. Nhưng mà Chúa Ngài tạo dựng hết thảy mọi vị trí nó rất là cân đối, để mà bạn có thể phản ứng trong hết thảy mọi trường hợp. Thế ra anh chị em ơi, mỗi chúng ta là một chi thể. Xin Chúa tỏ cho tôi và bạn biết ai ở trong vị trí nào và đứng đúng vị trí đó. Amen. Anh chị em có bao giờ nhìn thấy tôi nhảy vào vác guitar đánh đàn không? Để hướng dẫn hát ca ngợi Chúa không? Tất cả phía dưới sẽ lấy giày ném đá tôi chết luôn. Bạn có bao giờ nhìn thấy anh Cẩn chui vào trong bếp để mà nấu ăn, làm ẩm thực không? Không. Mỗi người chúng ta có một ơn khác nhau. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng mỗi chúng ta
Chúa ban cho một ơn khác nhau. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên chúng ta không kiêu ngạo mà cậy người khác. Tôi có cái kính. Kính này rất là quan trọng. Có ai đó đeo kính cận để đọc sách, để mà đi làm những công việc khác thường. Và bỗng nhiên một ngày trong giấc ngủ, cái mũi của tôi đó, nó nói với mắt rằng: cái kính là của mày, tại sao ông lại gác cái kính của ông trên thân thể của tôi? Ông tự mà đeo nó. Chúng ta độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Và từ đó cái kính này không được đeo trên mũi nữa. Rồi một buổi tối nọ, dậy đi toilet loạng choạng loạng choạng, vì cái mắt không nhìn thấy gì, mới đập đầu vào cái cột. Và khi đập đầu vào cái cột đó, thì băng bó cái mũi này, mũi nó mới sưng lên và kêu rằng: mắt, mày ở đâu mà tại sao không nhìn thấy gì để cho tao bị sát thương đầu tiên? Ở lúc đó cái mắt nó mới nói rằng: bởi vì cái kính của tôi đó, ông không cho gác trên ông, cho nên ông bị hại đầu tiên. Thầy ra anh chị em ơi, nếu ai đó nhờ vả bạn thì hãy giúp họ. Bởi vì khi bạn giúp họ, chính bạn được lợi đấy. Amen. Đúng không ông An? Ông An có cái kính vẫn đeo trên mũi cho đến bây giờ là như vậy đấy. Còn nếu mà bỏ nó ra đó, là mắt không nhìn thấy gì hết. Thành ra chúng ta cần có nhau. Amen. Hỡi ai đó là mũi tại đây, hãy để cho cái mắt nhờ đặt cái kính lên bạn, bạn vác hộ. Và khi mắt nhìn thấy rõ, bạn có lợi trực tiền. Amen. Hallelujah. Anh chị có mệt không? Một chút nữa là kết thúc nha. Giờ tiếp câu Kinh Thánh Công Vụ đoạn 6. Tôi chia sẻ tới cách lựa chọn những người vào đúng chỗ của mình. Công Vụ đoạn 6 câu 1 đến câu 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Helilit phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bụa của họ bị bỏ bể trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại. Hãy nhắc lại cùng tôi: hết thảy môn đồ nhóm lại. Bà thấy không? Không độc tài nhá. 12 sứ đồ không tự quyết định nhá. Mà 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn. Hãy nhắc lại cùng tôi: anh em hãy chọn. Anh em hãy chọn trong bọn mình lúc này. Tất cả những con người được báp têm thánh linh rồi nhá. Họ được thần Chúa đổ trên họ rồi nhá. Đây là môn đồ của Chúa nhá, chứ không phải những người ngoại nhá. Anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Đây là 3 cái yếu tố quan trọng. Danh tốt là cái uy tín của bạn, cái lời làm chứng của những người xung quanh, bạn thực sự là người được ơn. Điều tiếp theo, đầy dẫy Đức Thánh Linh. Về thuộc linh của bạn, bạn là người không phải là người mới, bạn là người sống sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Điều thứ ba, trí khôn. Đây là cái tài trong cái công việc mà bạn sắp tới được giao. Rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Mọi người thấy không? Nếu như không có 7 người này sau đó làm việc, thì các sứ đồ phải chăm lo bàn tiệc, và như vậy không còn ai giảng được nữa. Họ phải lo, và những cái ơn của họ, ơn giảng dạy và ơn cầu nguyện, bây giờ phải lao vào bàn tiệc nấu ăn. Họ không hề biết phở nấu kiểu gì. Họ nấu phở cho cá vào, nó thành ra cái mùi gì không được ngon. Họ cho mì tôm với lại cho mật ong vào, nó ra một cái món kiểu khác, vì ơn không đúng. Thành ra họ mới cần hãy lựa chọn trong bọn mình. Có nghĩa là hãy chọn ở giữa anh em những người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Câu số tiếp theo, Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bèn cử. Ai đó nghe xong nói: à, hội thánh này lại dân chủ rồi. Không phải dân chủ, nó không phải kiểu bầu cử của nước Đức này. Mà đây tôi muốn nói,
ơn của một ai đó, nó phải được bộc lộ qua việc làm. Và không phải tôi chỉ nói rằng mọi người ơi, tôi có ơn đánh đàn, tôi cực kỳ có ơn đánh đàn, tôi biết, Chúa biết. Anh chị em nói rằng ok, nếu mà anh biết và Chúa biết, anh cứ tự ở nhà để anh đánh đàn, anh biết và Chúa biết. Còn để mà phục vụ chúng tôi và bởi âm nhạc đó thì phải có kết quả trước, cho chúng tôi biết cái ơn của anh đã. Chúa Giêsu nói rằng nhìn quả mà biết cây. Amen anh chị em. Nhìn quả mà biết cây. Thành ra đây là những con người mà họ nhìn thấy ở giữa anh em, con người này, này là người có danh tốt này, người đầy dẫy Đức Thánh Linh này, người có trí khôn này, tài trí xử lý những cái tình huống này. Bởi vậy cho nên Kinh Thánh chép rằng cả hội lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử, bèn ứng cử, bèn đưa ra những người mà họ đã biết được những con người này được ơn. Như theo tiêu chuẩn ở phía trên, Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, vân vân, 5-7 người mà chúng ta sẽ được đọc phía dưới này. Và tiếp theo, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên để họ làm việc, trao quyền, trao trách nhiệm để 7 người này làm việc. Thành ra Chủ nhật sắp tới chúng ta sẽ cầu nguyện một tuần để xin Chúa cho mỗi một người thành viên trong hội thánh đưa ra 4 người sắp tới sẽ bước vào trong ban lãnh đạo hội thánh, và sẽ có ban kiểm phiếu để mà xem những người nào là những người mà anh chị em ứng cử đó ra. Và điều tiếp theo nữa là sẽ đưa vào trong đại hội của thành viên sau đó để xem cái sự tín nhiệm những con người này mức độ nào theo đúng tiêu chuẩn của FVG. Thì mỗi một người bước vào ban lãnh đạo hội thánh phải có ít nhất 2/3 số lượng thành viên trong hội thánh công nhận và tin cậy con người này có ơn đó để phục vụ và lãnh đạo chúng tôi, thì người đó mới được quyền bước vào làm việc. Kinh không? Nó không phải dân chủ đâu. Bạn nhìn thấy người nào có ơn bạn biết rồi. Tất nhiên nếu mà ai ứng cử tôi và là người trưởng ban đầu bếp thì chắc chắn là sẽ không ai bầu cử cho tôi hết ấy, vì biết cái ơn nấu ăn của tôi rồi. Mọi người hiểu không ạ? Thật ra đừng coi thường những người khác là họ không có Đức Thánh Linh. Họ biết, họ nhìn mắt họ biết, họ nhìn người đó có ơn hay không nó biết. Và nếu bạn thực sự là người có ơn, bạn thực sự có ơn từ bên trong mà giấu nhiều năm rồi đó, thì tôi xin gọi bạn hãy bộc lộ ơn cho chúng tôi nhìn thấy đi. Hãy hành động đi, hãy làm việc gì đó đi, hãy mang ơn của bạn để mà làm thành gấp đôi đi, làm thành gấp 4 lần hơn đi, để cho hội thánh được gây dựng. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đó là câu Kinh Thánh vừa rồi. Cần phải có danh tốt, người đó có uy tín, Đức Thánh Linh phải có đời sống thuộc linh, trí khôn và khả năng làm việc trong cái ơn đó. Và các môn đồ và cả hội, họ nhìn thấy cái ơn đó rồi, họ ứng cử người đó. Họ nhìn, họ xác nhận được đây, người này có ơn để bước vào trong cái vị trí đó. Và bây giờ tiêu chuẩn, Timôthê 1 đoạn 3 từ câu 11 đến câu 13. Đây là câu Kinh Thánh cuối cùng. Timôthê 1 đoạn 3. Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành, lời đó là phải lắm. Không phải ước muốn một cái vị trí nhé, mà đây là việc làm của giám mục. Hồi đó ai làm giám mục, ai làm mục sư, các sứ đồ bị bắt đầu tiên và bị xử trảm. Thật ra đối với Phao-lô là những ai mà dám đứng vào vị trí này là người đó chịu khổ đầu tiên, bị bắt và bị tẩm xăng đốt đấy, tẩm dầu đốt đấy. Tại Ý, Roma có cái hí trường đó đấy. Lời đó là phải lắm. Vậy người làm giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Đây là những tiêu chuẩn. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách, khéo dạy dỗ, đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham mê tiền bạc. Tiếp. Bật tiếp câu Kinh Thánh tiếp theo nào. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỷ trắng. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỷ. Tiếp. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được nghiền rượu. Không nói hai lời đây có nghĩa là nói bên này một đằng, lại ra bên kia một nẻo khác nhau. Chúng ta có hai tai để nghe thông tin hai chiều khác nhau, nhưng chỉ có một miệng để mà nói một lời duy nhất thôi, không nói hai lời. Không được nghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chấp sự. Thấy chưa? Bất cứ một công việc nào
phải qua sự thử thách. Bạn hãy bắt đầu làm công việc đó đi. Và khi có những kết quả của những cái công việc đó, thì lúc đó mới rõ ràng bạn thực sự bước vào cái vị trí đó. Phải hành động trước, phải làm việc, cái ơn đó phải được bộc lộ. Amen. Phải được thử thách trước thì mới được làm chấp sự. Và người chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là đoạn Kinh Thánh mà nói về những tiêu chuẩn lựa chọn phẩm hạnh của một người lãnh đạo. Tôi muốn chúng ta cùng nhau đứng dậy, cùng cầu nguyện cho những con người hầu việc Chúa. Cầu nguyện đặc biệt trong tuần tới, xin Chúa cho ngày Chủ nhật tuần sau, cuộc họp của thành viên Hội Thánh, xin Chúa cho ban lãnh đạo mới được Chúa lựa chọn qua tấm lòng, qua sự xác nhận của anh em trong Hội Thánh, đúng vị trí, đúng ơn mà Chúa ban cho. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hết thảy mỗi một thành viên trong Hội Thánh, mỗi một người còn đang đến dự trong Hội Thánh, họ thực sự nhìn thấy Hội Thánh có một khải tượng, Hội Thánh có một chương trình, Hội Thánh có một đường hướng làm việc, và có một cái cách thức làm việc, có một tổ chức. Và họ thực sự thấy lòng rằng đây là nhà của họ. Đây thực sự không phải là Hội Thánh của những người kia, mà đến một lúc nào đó hết thảy mỗi chúng ta có thể nói rằng Hội Thánh của chúng tôi, Hội Thánh mà tôi là thành viên trong Hội Thánh đó. Cầu nguyện cho Chúa qua tình yêu trong Hội Thánh này để kéo nhiều người khác, khi họ nhìn thấy chúng ta yêu thương nhau, họ thấy rằng chúng ta là môn đồ của Ngài, họ chạy tới để tin nhận Chúa Giêsu. Xin chúng ta hãy cùng nhau, tôi muốn chúng ta nắm tay nhau lại cầu nguyện. Cầu nguyện đặc biệt cho ngày Chủ nhật sắp tới. Cầu nguyện cho chính bạn nhìn vào cái ơn mà mình có. Chúa lựa chọn mỗi chúng ta để chúng ta đi kết quả và trái chúng ta đậu luôn. Xin Chúa cho cả Hội Thánh đều đồng lòng cùng cầu nguyện trong một tuần sắp tới. Cầu nguyện cho ban lãnh đạo mới. Xin Chúa lựa chọn ra 4 người trong ban lãnh đạo trong vòng 2 năm tới. Xin Chúa cho một thủ quỹ mà đúng theo những gì mà lòng của anh chị em và sự cầu nguyện của anh chị em Chúa tỏ ra. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, cho con cảm tạ Chúa. Có bạn hát không? Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con vốn dĩ trước đây không ra gì, mà Ngài lựa chọn chúng con và Ngài ban ơn cho chúng con khả năng cho chúng con, để chúng con ngày hôm nay khi cùng làm việc với những người khác, chúng con không chỉ trích họ, không phán xét họ, không kiêu ngạo lên mình. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con biết được ơn mà Chúa ban cho mỗi chúng con là gì, và cũng nhìn thấy được ơn mà Chúa ban cho người khác nữa, để cho con biết phụ thuộc vào nhau, để cùng đứng vào vị trí và chỗ sức mẻ, để cho thân thể của Ngài được gây dựng. Chúa ơi, hãy cho cả Hội Thánh của Ngài thật viết nhìn thấy những nhu cầu trong Hội Thánh, mà chúng con nhìn thấy những cái ơn mà anh chị em chúng con có, để mà xác nhận cái ơn đó, đứng vào đúng vị trí, ủng hộ những con người đó và động viên họ, nói rằng hãy đứng vào vị trí đó, hãy làm việc, hãy phát triển cái ơn mà mình có. Xin Chúa cho mỗi chúng con thực sự bởi Đức Thánh Linh và lời của Ngài sống đúng theo những tiêu chuẩn mà Kinh Thánh chỉ ra về người lãnh đạo. Tất nhiên chúng con là Hội Thánh mới mẻ, không giống như Hội Thánh Ê-phê-sô ngày xưa mà Phao-lô đã gửi thư cho Ti-mô-thê. Nhưng mà mỗi chúng con khi đã hướng dẫn người khác, chúng con cũng bị đòi hỏi một cái tiêu chuẩn khác. Bởi vậy cho nên hãy cho mỗi chúng con biết được vị trí, biết được ơn mà Chúa ban cho. Và ngày Chủ nhật tới, con cầu xin thần của Ngài ban cho các thành viên Hội Thánh, ban cho những người trong Hội Thánh này sự cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn của Ngài và đưa ra một ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới, thủ quỹ cho nhiệm kỳ tới. Chúng con cảm ơn Ngài. Con giao phó chúng con trong tay Chúa và chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.